nhưng mình tin ông trời là lớn nhất. Nếu ông không lớn nhất, tại sao bên Công giáo 3/4 dân số trên thế giới lại là thờ Đức Chúa Trời, đạo Công giáo đó, đạo Kitô giáo, đạo Hồi giáo cũng thờ ông trời? Tu thì cứ tu, cứ đi so đo ông nào bự mới tu theo. Có nghĩa là nhìn ông nào đó là mình thấy cái đó là thấy nó hơi có cái chắc ở trong đó rồi.